Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, những tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Việc thực hiện tốt mục tiêu kép mà chính phủ đề ra vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội là một thử thách lớn đối với tất cả các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bằng sự chủ động sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy đảng chính quyền, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống người dân. Là một tổ chức hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng thông qua các dịch vụ tài chính, tổ chức tài chính Vi Mô Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, phối hợp với các địa phương tuyên truyền đến cán bộ và khách hàng về các quy định của Bộ Y tế trong từng giai đoạn. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, tài chính Vi Mô Thanh Hóa đã yêu cầu cán bộ nhân viên siết chặt việc thực hiện biện pháp 5K. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, tài chính Vi Mô Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép, vừa đồng hành chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ khách hàng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức. Đối với các khách hàng đã vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tài chính Vi Mô Thanh Hóa thực hiện việc cơ cấu lại nợ nhằm hỗ trợ họ vượt qua khó khăn bằng việc cung cấp các sản phẩm tín dụng nhỏ, cho phép thành viên được vay vốn với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, không yêu cầu thế chấp, thu phát vốn ngay tại thôn hoặc phố. Các sản phẩm vốn vay của tài chính Vi Mô Thanh Hóa chủ yếu tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đối tượng là chị em kinh doanh nhỏ hoặc các mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của tài chính Vi Mô Thanh Hóa, nhiều hội viên phụ nữ nghèo ở các xã đã ổn định và phát triển sản xuất trước mắt và lâu dài trong bối cảnh dịch bệnh. Tôi là ở Hoàng Trường, ở thôn Đại Trường, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Chúng tôi, nhà tôi là buôn bán hải sản, có hai kho đông. Trước khi buôn bán hải sản, nhà tôi cũng khó khăn nhiều mặt về kinh tế. Cho nên là chúng tôi phải vay bên quy mô được 30 triệu. Tuy nhỏ nhưng mà hắn có ý nghĩa, hắn có nhiều việc lớn trong gia đình. Trước khi là chưa vay cái đây thì hắn vốn thì chưa sắm nghề cho cháu. Thì bây giờ là tôi vay 50 triệu đây thì tôi sắm nghề cho cháu. Thì bây giờ là thu nhập vô chứ hàng tháng 15 triệu. Đó, cháu đi thu nhập hàng tháng 15 triệu thì bây giờ thấy nó ổn. Hiện nay, tài chính Vi Mô Thanh Hóa đang triển khai nhiều chương trình tín dụng thiết thực, hỗ trợ khách hàng phát triển kinh tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, như thực hiện gói vốn vay bổ sung ngắn hạn và trung hạn, lãi suất ưu đãi 6% một năm dành cho khách hàng đang có dư nợ tại tổ chức, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tại Hoàng Hóa, tổ chức tài chính Vi Mô chi nhánh huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ, hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp trên địa bàn. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, toàn chi nhánh đã cho 1.450 phụ nữ nghèo được tham gia vay vốn với dư nợ gần 28 tỷ đồng. Đại dịch Covid thì ảnh hưởng rất là lớn đến toàn tỉnh mình. Trong đấy thì đặc biệt nhất là nó ảnh hưởng đến cái đời sống nhân dân của bà con chị em phụ nữ, khách hàng hộ nghèo, hộ gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa nói chung cũng như thế là chi nhánh Hoàng Hóa nói riêng. Trong đấy thì như huyện Hoàng Hóa thì hầu hết là sau khi mà xác định được cái khó khăn đấy thì lãnh đạo của tổ chức cũng đã có những cái chiến lược cụ thể, ví dụ như thế là đưa ra cái sản phẩm vốn vay Covid với cái mức lãi suất ưu đãi để hỗ trợ cho chị em trong cái quá trình là hồi phục lại cái việc làm ăn kinh tế và cải thiện lại cái mô hình kinh doanh để có thể là ổn định được cái nguồn thu nhập mà sau cái đợt dịch cuối năm 2020 vừa rồi. Thì đến tháng 1 năm 2021 thì chi nhánh Hoàng Hóa thì cũng đã giải ngân cho được 150 chị em hộ gia đình, là chị em phụ nữ có phương thức làm ăn kinh doanh và bị ảnh hưởng bởi dịch với số tiền là trên 3 tỷ đồng. Cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, quyết tâm của toàn tổ chức, hoạt động kinh doanh của tài chính Vi Mô Thanh Hóa 6 tháng đầu năm đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng số khách hàng vay vốn của tài chính Vi Mô Thanh Hóa đạt gần 18.000 khách hàng. Tổng số tiền phát vay trong 6 tháng đầu năm
đạt 115 tỷ đồng, dư nợ đang cho vay đạt 332 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 0,26%, giảm 0,08% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, Tài chính Vi mô Thanh Hóa đã triển khai gói cho vay hỗ trợ ưu đãi lãi suất tới 665 khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền phát vay trên 16 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, Tài chính Vi mô Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chung tay chia sẻ cùng chính phủ và cộng đồng trong việc phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, thì mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2021, Tài chính Vi mô Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tuân thủ các cái chỉ thị, nghị quyết của chính phủ về và cũng như là của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tuyên truyền đẩy mạnh cho vay mới đối với khách hàng có thu nhập thấp, nhằm giúp họ có thêm nguồn vốn để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái thông tư 01 và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, đấy là rà soát để thực hiện cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn cho khách hàng. Chúng tôi đang phối hợp với tổ chức quốc tế HEA nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới cho vay đối tượng khách hàng là nữ doanh nghiệp siêu nhỏ, và dự kiến thì trong quý 4 này chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm và triển khai cho vay, dự kiến là sẽ đến cuối năm sẽ đạt được 150 khách hàng vay vốn. Trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tập trung ưu tiên thực hiện các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch, công ty luôn cố gắng đảm bảo tốt mọi quyền lợi chế độ của người lao động, phát huy các sáng kiến của công nhân viên, khuyến khích họ tạo ra các sản phẩm có giá trị trong sản xuất và phòng chống dịch. Để đảm bảo cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong cái thời điểm mà dịch COVID hoành hành, thì chúng tôi đã trước tiên là tuyên truyền quán triệt cái quan điểm 5K đối với cán bộ công nhân viên và quản lý thật chặt khi mà khách hàng vào làm việc với công ty, cũng nhắc nhở đôn đốc khách hàng thực hiện cái 5K và đặc biệt là để cái phát triển kinh doanh thì chúng tôi tăng cường cái marketing online, bán hàng qua mạng, giao dịch với khách qua điện thoại để có thể mà sản phẩm của mình tiếp cận đến khách hàng một cách tốt hơn. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các khâu đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quản lý tài chính, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tin tưởng rằng tỉnh Thanh Hóa vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.